Tin được không, tôm hùm từng được coi là giác phẩm chỉ dành cho tù nhân. What the hell? Một cô gái chân dài xinh đẹp với chiếc váy nóng bỏng bước xuống từ xế hộp hạng sang, tay trong tay cùng tổng tài bước vào nhà hàng, cùng nhau thưởng thức món tôm hùm đầy đắt đỏ. Đó có lẽ là hình ảnh mà nhiều người mơ ước. Món ngon đến từ biển cả này toát ra sự giàu có và đẳng cấp. Thế nhưng, có một sự thực trớ trêu là món tôm hùm từng được coi là thực phẩm rác chỉ để làm phân bón và cho tù nhân ăn với biệt danh rán biển. Vậy điều gì đã xảy ra khi tù nhân của thế kỷ 17 coi tôm hùm là thứ không đáng để ăn, trong khi những bạn tù của thế kỷ 21 lại khát khao được nếm loại thực phẩm này? Khi những người hành hương đầu tiên bắt đầu định cư ở các khu vực vịnh của Mỹ, đại dương tràn ngập tôm hùm. Khi ấy, tôm hùm nhiều đến mức chất thành đống trải dọc bờ biển là một cảnh tượng hết sức bình thường. Và vì có số lượng dồi dào như vậy, tôm hùm rất rẻ, trở thành món ăn cho những người nghèo khổ. Ở Mỹ, tôm hùm thậm chí còn bị những người lao động chê trong các bản hợp đồng lao động. Các ghi chép trong lịch sử cho thấy rằng nhiều người lao động đã viết các điều khoản trong hợp đồng yêu cầu không để họ phải ăn tôm hùm quá 2 lần một tuần. Ngày ấy, tôm hùm được sử dụng làm mồi câu cá, phân bón hay làm thức ăn cho tù nhân. Một số nhà tù cho tù nhân ăn thường xuyên đến mức người ta phải ban hành luật tuyên bố việc phục vụ tôm hùm quá mức là một hành động tàn nhẫn và bất thường. Bước sang những năm 1800, thực phẩm đóng hộp trở nên phổ biến, đường sắt cũng ngày một nhiều. Tôm hùm được đóng hộp, vận chuyển đến nhiều nơi và khiến mọi người rất yêu thích. Đồng thời, ngày càng có nhiều đến New England để mua tôm hùm tươi hơn. Chính vì nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung giảm dẫn đến tình trạng giá cả tăng vọt. Vào cuối Thế chiến II, sự tăng giá của loài giáp xác đã khiến tôm hùm trở thành một món hàng xa xỉ. Đến ngày nay, việc nuôi và đánh bắt tôm hùm khó khăn hơn bởi vì chúng rất dễ bị nhiễm bệnh. Chính bởi vậy, tôm hùm đã trở thành món ăn của giới thượng lưu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị.